tiếp theo bằng cái đuôi của mình nữa. À, hai cái vòng hai cái đuôi đúng không ạ? Thêm một vòng nữa, cái vòng thứ ba này là sẽ lồng vào bụng mình. Rồi, như thế. Đấy. Cái này sẽ lồng vào bụng mình. Ôi, những như thế, chả như thế gì. Đấy, ôi, hay thế. Vào mới đầu xuống ấy, lúc mà em bị hốc một cái thì lúc đấy hơi sợ. Nhưng mà sau khi mà mình xuống từng bước một ấy thì mình không cảm thấy sợ nữa, và khi mình xuống đến lần cuối cùng rồi cảm rất là sung sướng ạ. Việc học kỹ năng như này thì sẽ giúp em, ví dụ trong những cái trường hợp mà khẩn cấp như kiểu cháy nhà này, những cái trường hợp mà rất là cấp thiết mà buộc mình phải thoát hiểm bằng cái tình trạng như thế này. Cảm nhận của em như thế nào khi mà vừa mới bắt đầu bước ra khỏi lan can? Đầu tiên thì vẫn rất là hồi hộp và cũng khá là sợ khi mà ở trên vừa đi xuống. Em thì bị đau tay nhiều hơn, nhưng mà sau khi rút kinh nghiệm từ những người bạn và các anh chị vừa đi xuống thì em cũng cảm thấy là lần này mình đi xuống tốt hơn. Nguyễn Kim và tuần lễ vàng 2015, hàng loạt sản phẩm vàng, đãi vàng, chăm sóc vàng dành cho khách hàng, hàng chục ngàn quà tặng tri ân mà không phải mua hàng. Đặc biệt mỗi tuần 10 đồng tiền vàng dành tặng 10 khách hàng vàng Nguyễn Kim. Nguyễn Kim và tuần lễ vàng chỉ có tại Nguyễn Kim.